Ở tập trước, sau khi lĩnh ngộ bí cảnh đạo cung, Diệp Phàm đến thành Triêu Dương trên đảo Khúc Châu. Tại đây, anh phát hiện Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa đang tổ chức một buổi lễ để truy lùng mình. Diệp Phàm cân nhắc việc dùng dung mạo thật để tấn công, nhằm trả đũa các thánh địa đã đuổi giết mình, nhưng cũng lo ngại hành động này có quá đáng hay không. Chuyển sang tập 107 của Già Thiên. Bởi vì tử lâu Diệp Phàm đang dùng cơm ở gần Đỗ Thạch Phường nên làm ăn rất tốt, người ra vào nơi này không phải là tu sĩ cũng là người Đỗ Thạch, lúc trả tiền bọn họ rất hào phóng. Tại vị trí gần cửa sổ ở lầu 2 có một nam tử mặc áo xanh, khoảng 21 hay 22 tuổi, làn da người này trắng nõn, nhưng khí chất trên người lại có chút âm nhu, thiếu mất đi cái cương khí vốn có của nam tử. Rõ ràng người này là một đệ tử thế gia, bên cạnh hắn còn có hai người thiếu nữ đứng rót rượu gấp thức ăn, hầu hạ vô cùng chu đáo. Hắn uống một chén rượu, nói, có thể đốt chết thái thượng trưởng lão Cơ Gia không phải là vì tu vi hắn kinh thế, mà là do đại nhân vật Cơ Gia không phòng bị ngọn lửa kinh khủng kia kính vào người nên mới chết. Nếu mất đi ngọn lửa đó, hắn không phải là gì cả. Vị huynh dài này nói quá rồi, dù sao người thiếu niên kia cũng thiêu chết một đại nhân vật, chắc chắn không đơn giản. Bên cạnh có người không đồng ý. Nam tử mặc áo xanh nhìn đối phương một cái, nói, nửa năm trước hắn mới chỉ đạt đến cảnh giới bỉ ngạn thôi. Nếu như không có ngọn lửa kia, nhiều người có thể dễ dàng giết hắn như xé một bức tranh. Trên tử lâu có người thấy hắn ăn nói lớn lối, nên mở miệng, vị huynh dài này, ngươi cũng nói quá thật đấy. Giết hắn như xé bức tranh, ngươi làm được sao? Nam tử âm nhu mặc áo xanh vừa uống vừa nói, giết hắn dễ như trở bàn tay, một tát đã đủ đánh chết. Diệp Phàm ngồi cách đó không xa, không khỏi đưa mắt nhìn hắn một cái, thần sắc người này bình thản, mặc dù không hiển lộ ngạo khí, nhưng lại hơi tự phụ. Có người rất ghét cách nói chuyện này của hắn, nói, người thiếu niên kia chỉ mới 15-16 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, cũng tương đối kinh người rồi. Không biết cảnh giới của huynh đài cao sâu đến đâu. Cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung. Nam tử mặc áo xanh đáp, rồi nhận lấy cái khăn trắng của thị nữ đưa tới lau miệng. Rất nhiều người hơi kinh hãi, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế, quả thật rất kinh người, khó trách lại tự phụ như thế. Không biết công tử tên họ là gì? Có người hỏi. Tư Đồ Phong. Nam tử mặc áo xanh nhẹ nhàng ném khăn trắng xuống bàn, nói, là Tư Đồ Phong của Yến Vân Môn. Không sai. Khó trách, hắn chính là Tư Đồ Phong, một trong những cường giả trẻ tuổi nhất. Ở Khúc Châu có rất ít người tranh phong được với hắn. Khúc Châu không đại giáo, cũng không có thánh địa. Còn trẻ tuổi như vậy mà đạt đến cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung, hắn có thể kiêu ngạo được rồi. Mọi người ở trên tử lâu nghị luận rối rít, hiển nhiên họ đã từng nghe qua cái tên Tư Đồ Phong này. Tất nhiên Diệp Phàm sẽ không có hảo cảm với tên nam tử âm nhu nói rằng có thể dùng một tát đánh chết hắn này, nhưng hắn cũng không vì thế mà so đo với Tư Đồ Phong. Hắn hỏi người bên cạnh, không biết thịnh hội các đệ tử trẻ tuổi của Phúc Châu sẽ tổ chức ở đâu. Ta cũng muốn tới đó quan sát một chút. Trong sơn mạch tương đoạn, cách thành Chiêu Dương không xa lắm. Một người nhiệt tình nói cho hắn biết. Đa tạ huynh đài, không biết khi nào sẽ bắt đầu. Diệp Phàm hỏi thăm kỹ càng. Hai ngày sau, lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi ở Khúc Châu tới đấy. Diệp Phàm cười cười, hỏi, không biết có nhân vật lợi hại nào trong các đệ tử trẻ tuổi của Cơ Gia cũng như Diêu Quang Thánh Địa đến không? Cái này, ta không biết. Nhưng mà chắc chắn sẽ có nhân vật kiệt xuất đích thân tới, dù sao đây cũng là thịnh hội do họ tổ chức. Diệp Phàm đi xuống tử lâu không lâu thì Hắc Hoàng cũng từ xa chạy tới, miệng con chó này đang lẩm bẩm gì đó, bộ dáng hung hăng. Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe, nhất thời cười lớn lên. Thì ra con chó mực này xui xẻo gặp phải mấy tên bán thịt chó, bọn họ nhất quyết đuổi theo nó để lột da lấy thịt. May mà nó cũng có chừng mực, không ra tay với người phàm. Diệp Phàm và Hắc Hoàng di tới một dãy núi cách thành Triêu Dương khoảng 120 dặm, thế núi ở đây cao chót vót, tiến thẳng đến các tầng mây, được người khác gọi là sơn mạch vân đoạn. Bởi vì đây là ốc đảo, nên núi non nơi đây xanh um tươi tốt, chứ không phải là những ngọn núi đá trụi lũi như Diệp Phàm thường thấy. Nếu như đưa mắt nhìn khắp nơi, có thể thấy có rất nhiều cây lớn, màu xanh phủ khắp núi đồi. Ngọn núi cao nhất cao khoảng 6.000 thước, xung quanh có sương trắng bốc hơi, từng đám mây lượn lờ xung quanh, trông rất hùng vĩ. Diệp Phàm nói rằng muốn đến đây trước để tìm hiểu địa hình một chút, Hắc Hoàng không tình nguyện đi theo, mặt luôn xị ra nhăn nhó. Sơn mạch có nhiều ngọn núi nối dài liên tiếp nhau đến trăm dặm, nhưng không thuộc về bất cứ môn phái nào cả, đúng là một nơi vô chủ. Cũng không phải là nơi đây không mỹ lệ thanh tú, mà bởi vì hơn ngàn năm trước đã từng có ba môn phái hạng trung đến đây lập giáo, nhưng trước sau đều bị tiêu diệt. Những giáo phái khác cảm thấy nơi đây không tốt, nên từ đó không còn ai dám đến đây làm chủ cả. Thực ra sơn mạch Vân Đoạn là một nơi rất thanh lệ, non xanh nước biếc, long tuyền cuồn cuộn chảy mạnh, linh khí lượn quanh núi, đúng là một địa phương tốt để tu luyện.
Nếu không phải như vậy thì cũng không có ba môn phái chọn nơi đây để lập phái. Thì ra là nơi này. Bộ lông màu đen của Hắc Hoàng dựng thẳng lên. Nhìn thấy nó như vậy, nhất thời Diệp Phàm thất kinh. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm thấy con chó mực này khẩn trương như thế. Ngươi đã tới nơi này. Ánh mắt Hắc Hoàng vẫn còn kinh hãi, rồi từ từ khôi phục bình tĩnh lại, bộ lông đen trơn nhẵn cũng mềm mại xuống. Để ta nhìn kỹ đã. Nó chạy quanh ngọn núi này khoảng 10 dặm, sau đó dừng lại ở một mảnh đất trống trải. Có nhìn ra được gì không? Diệp Phàm hỏi. Đúng là nơi quỷ quái này, thật không ngờ ta lại đến đây. Sắc mặt Hắc Hoàng rất khó coi. Nơi này có gì đặc biệt? Thấy bộ dáng nó như vậy, Diệp Phàm biết đây không phải là một sơn mạch bình thường. Năm xưa, bổn hoàng từng bị thiệt thòi ở nơi này. Hắc Hoàng cất bước đi, vẻ mặt càng lúc càng khó coi hơn. Chuyện xảy ra khi nào? Tất nhiên đã lâu lắm rồi, có nói ngươi cũng không biết. Hắc Hoàng tỏ ra lạnh lùng. Thần vương cũng chỉ sống được 4.000 năm, ngươi sống được hơn ngàn năm là phải cảm tạ trời đất lắm rồi, rốt cuộc chỗ này đã từng có chuyện gì? Bổn hoàng bị thiệt thòi, tại sao phải nói cho ngươi? Hắc Hoàng xoay người, tiếp tục di chuyển quanh sơn mạch này. Từ lúc nhận được Nguyên Thiên Tư đến nay, Diệp Phàm luôn cố gắng tập luyện, hắn liền sử dụng phương pháp xem địa thế để quan sát, nhất thời toàn bộ cảnh vật sơn mạch này xuất hiện trong mắt hắn. Không có gì đặc biệt, cũng không phải là tuyệt địa. Mặc dù dưới đất có nguyên mạch, nhưng số lượng cũng ít đến đáng thương. Đây là kết luận của hắn. Ý, không đúng. Bỗng nhiên Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Mặc dù nơi đây không phải là đại hung, nhưng lại hơi đặc biệt, khi hắn dùng phương pháp địa thế nhìn về phía trước, hắn lại thấy có chút sương trắng bay lên. Đây không phải là mây mù trong núi, đám sương trắng này từ dưới đất bốc lên cao, trông chúng như hơi nước vậy. Nơi này không phải là tuyệt địa, cũng không phải là mảnh đất thần thánh gì, nhưng lại có chút cảm giác khác thường. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng nó vẫn không thay đổi gì. Hắc Hoàng thì thầm. Diệp Phàm đi tới, nói, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe một chút, dù thế nào ta cũng là môn đồ Nguyên Thiên Thư, ít ra còn hiểu địa thế sông núi hơn ngươi đấy. Nghề nghiệp của bọn ngươi là chuyên đi đào đất, đáng tiếc vấn đề ở đây không phải là nguyên. Hắc Hoàng lẩm bẩm. Vậy năm xưa ngươi đã gặp gì ở đây? Diệp Phàm hỏi. Năm xưa bổn hoàng bị vây khốn ở đây 18 năm, thiếu chút nữa đã chết rồi. Hắc Hoàng cắn răng. Ta không thấy nó nguy hiểm ở đâu cả. Diệp Phàm quan sát một lần nữa, nhưng ngoại trừ một chút xương trắng ra, hắn không cảm nhận được vật khác. Nếu như ngươi nhìn thấy được nó có nguy hiểm gì thì mới là phiền toái đó, nơi này đã từng là đàn tràng một đại nhân vật, không tầm thường chút nào. Nhất định là ngươi muốn trộm đồ của người ta. Người nọ đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, ta tới được đây là nhờ cơ duyên. Hắc Hoàng hung hăng cãi lại. Rốt cuộc đây là đàn tràng của người nào mà có thể làm ngươi bị thiệt thòi được? Diệp Phàm rất tò mò. Là một người hung ác tàn nhẫn, cuối cùng luyện trả chính mình. Hắc Hoàng không muốn nói nhiều đến vấn đề này, dù Diệp Phàm nói thế nào thì nó cũng không nói tiếp. Nếu những gì ngươi nói là đúng, vậy chúng ta không thể nào nơi này sao? Không sao, chỉ đi vào thôi thì không có vấn đề gì. Mà ngươi đừng có đào móc lung tung gì đó, không khéo lại mất mạng. Rốt cuộc Hắc Hoàng cũng lỡ miệng nói ra. Diệp Phàm cười to, nói, nhìn thấy ngươi như vậy, chắc chắn ngươi đã đào móc gì đó để tìm bảo bối đúng không? Sắc mặt Hắc Hoàng đen lại, nói, mấy người như ngươi toàn thích đào loạn xạ lên, ta đang nhắc nhở ngươi đó. Diệp Phàm tới đây chỉ vì muốn tham gia thịnh hội những người trẻ tuổi ở Phúc Châu, chứ hắn không có ý định ở đây quá lâu, nên cũng không lo lắng là mấy. Nơi này có một con sông vô cùng rộng lớn, nhưng cũng không biết nó đã khô cạn bao nhiêu năm rồi, ngay cả đá cuội cũng bị hóa thạch. Con sông lớn khô cạn này uốn lượn từ trong núi kéo dài ra xa, nhìn xa cứ như một dao long vậy. Diệp Phàm dọc theo đường sông tiến vào núi, đã di chuyển hơn nửa ngày nhưng hắn cũng không nhìn được nơi này có gì đặc biệt. Hắn có hỏi Hắc Hoàng, nhưng con chó này lại thận trọng, không chịu tiết lộ. Bảo bối làm ngươi động tâm chắc chắn không tầm thường, chẳng lẽ ngươi không muốn nào? Diệp Phàm dụ dỗ. Tất nhiên là bảo vật, nhưng nó đã được chôn mấy vạn năm rồi, ta cũng không ngại để nó ở đấy thêm mấy chục năm nữa. Đến khi thực lực của ta đủ mạnh, ta sẽ đích thân tới lấy. Hắc Hoàng nghiêm mặt. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, sơn mạch Vân Đoạn không còn yên tĩnh nữa, thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên. Thỉnh thoảng ở cuối đường chân trời lại có mấy đạo cầu vồng xuất hiện, rồi bóng người bay đến nơi này, hầu hết là tu sĩ trẻ tuổi. Ở khu vực trung tâm của sơn mạch có một ngọn núi bị cắt ngang, bề mặt bằng phẳng vô cùng rộng rãi, giống như bị một thanh thần binh tuyệt thế chém đứt, tạo thành một bề mặt to lớn. Tuy trên đó có rất nhiều người, nhưng lại không chật chội, thật sự là ngọn núi bị cắt ngang này quá lớn, nên còn có rất nhiều chỗ trống trải. Ngọn núi bị cắt ngang này còn rộng gấp 10 lần các ngọn núi to lớn khác, nếu như không bị cắt ngang,
sợ rằng đỉnh của ngọn núi này sẽ đâm lên tới tận trời, đúng là ngọn núi cao nhất ở đây. Diệp Phàm tự nói. Bọn họ cũng biết chọn chỗ đấy. Đôi mắt Hắc Hoàng mở to ra như chuông đồng, lấp lánh phát sáng. Đây chính là đàn tràng của đại nhân vật ngươi đã nói sao? Diệp Phàm thử dò xét. Hắc Hoàng không đáp lại. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm ngự mây cưỡi gió bay tới trước, cùng các tu sĩ khác đi tới ngọn núi bị cắt ngang. Nhưng hắn không cùng đi với Hắc Hoàng, vì làm như vậy sẽ lưu lại sơ hở. Khắp nơi đều là tu sĩ trẻ tuổi, mấy người này đang tụ lại nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn có vài người từ trên trời đáp xuống. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng năm màu phá vỡ hư không, rồi một chiếc thuyền ngọc bay tới. Chiếc thuyền này tỏa ra vạn đạo ánh sáng màu ngọc bích, từ trên trời giáng xuống, xung quanh nó có thần lực cường đại dao động. Mấy người kia lập tức xôn xao bàn luận, bọn họ biết có nhân vật trọng yếu tới đây. Anh Kiệt Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa tới rồi. Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa truyền thừa bất hủ, lực lượng ẩn sâu bên trong tích lũy đến mấy vạn năm, các đệ tử của bọn họ rất cường đại. Mọi người nghị luận sôi nổi, thoáng cái đã vây quanh nơi đó lại, giống như có vô số vì sao sáng đang vây quanh trước chiếc thuyền thần kia. Diệp Phàm không tiến tới, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Đúng lúc này hắn phát hiện Tư Đồ Phong, người tuyên bố có thể dùng một tát đánh chết hắn. Tên nam tử ông nhu này vẫn mặc một bộ quần áo màu xanh, tương đối tự phụ. Người này cũng không chen chút đi lên trước, mà đứng ở bên ngoài, bộ dáng có chút kiêu ngạo. Tư Đồ huynh. Diệp Phàm tiến lên. Tư Đồ Phong quay đầu lại, nhíu mày nói, ngươi là ai? Diệp Phàm. Tư Đồ Phong vừa nghe vậy liền xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn. Sơn mạch vân đoạn cao vút tận trời, nhìn từ xa như một trái cầu vắt ngang những đám mây trắng. Ở dưới núi có những cành lá xanh tươi ung tùm che khuất, mà trên đỉnh núi lại là một màu trắng như tuyết, có thể nói là có hai kỳ cảnh cùng tồn tại ở đây. Ngọn núi bị cắt ngang ở ngay khu vực trung tâm sơn mạch, hiện giờ có rất nhiều người tụ tập ở đó, thỉnh thoảng còn có vài tu sĩ nhẹ nhàng đáp xuống. Người tới càng lúc càng nhiều, hầu hết là các đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của Khúc Châu. Thần sắc Tư Đồ Phong lãnh đạm, hắn không theo dòng người tiến tới phía trước mà đứng ở bên ngoài, trông hơi tự phụ. Người này nhìn thẳng Diệp Phàm, nói, lời nói đùa này không dễ nghe đâu. Diệp Phàm đứng cách hắn chỉ mấy trượng, bình thản tự nhiên đứng ở đó. Bỗng nhiên khớp xương trên người Diệp Phàm chuyển động, tạo nên những âm thanh lách cách, nhanh chóng khôi phục hình dạng thật. Thật sự là ngươi. Tư Đồ Phong hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng cười lạnh, nói, ngươi lại dám tới chỗ này, đúng là can đảm đấy. Quanh thân thể Diệp Phàm có sương mù lượn lờ che khuất toàn thân lại, rồi hắn đi tới trước vài bước, nói, thiên hạ to lớn, ta muốn đi đâu mà không được. Chỉ là một cái tụ hội các tu sĩ của Khúc Châu, vì sao ta không dám tới? Sắc mặt Tư Đồ Phong trở nên lạnh lẽo, nói, hôm nay ngươi dám tới chỗ này, sợ rằng đi không được nữa. Ngươi vẫn muốn một tát đánh chết ta sao? Diệp Phàm vừa nói vừa đi tới trước. Giết ngươi chỉ cần lực tay là được, dùng một tát thật là phí sức. Tư Đồ Phong là thiên tài của Yến Vân Môn, mới hai mươi mấy tuổi nhưng đã đạt đến cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung, nên cũng hơi tự phụ. Diệp Phàm sờ sờ cằm, nói, ăn hiếp ta dễ vậy sao? Ngươi nói chỉ cần một tát là đánh chết ta, chẳng lẽ xem ta là một cọng cỏ? Ngoại trừ ngọn lửa khi ra, ta thấy ngươi chẳng đáng là gì cả. Giết ngươi không khác gì nhổ một cọng cỏ, dễ như trở bàn tay. Tư Đồ Phong tỏ ra bình thản. Vậy ngươi đánh chết ta xem thử nào. Diệp Phàm lại đi tới phía trước. Lúc này, có không ít tu sĩ bên cạnh phát hiện được điều lạ, nên vội quay đầu lại nhìn. Đây không phải là Tư Đồ Phong của Yến Vân Môn sao? Hắn được khen là thiên tài kiệt xuất nhất của môn phái này hơn trăm năm qua, mới chỉ 20 tuổi nhưng đã là cường giả cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung. Ở phía Nam Khúc Châu, danh tiếng của Tư Đồ Phong trong các cường giả trẻ tuổi rất cao, nhiều người còn đoán hắn có thể tiến vào được bí cảnh tứ cực trước 30 tuổi. Rất nhiều tu sĩ tụ lại bàn luận, ai cũng đánh giá cao Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong mới chỉ 20 tuổi, dù sao cũng không phải là truyền nhân thánh địa, nhưng tu vi có thể đạt đến cảnh giới này quả thật rất kinh người rồi. Dù sao những người trẻ tuổi đạt được đến bí cảnh tứ cực cũng quá ít. Rất có thể Tư Đồ Phong này sẽ đạt được đến bí cảnh tứ cực trước khi 30 tuổi, nếu như hắn làm được như vậy thì có thể nói là thiên phú bất phàm. Hình như ngươi rất nổi tiếng ở Khúc Châu đấy, nhiều người cũng biết ngươi. Diệp Phàm nói. Trong Diệp Phàm lúc này càng lúc càng mơ hồ, sương mù lượn lờ bao trùm toàn thân hắn lại. Người này là ai mà dám đối chiến với Tư Đồ Phong, chẳng lẽ hắn có thể tranh phong với thiên tài Yến Vân Môn sao? Có người hơi nghi ngờ. Nhất định là người khiêu chiến. Sau khi Tư Đồ Phong danh chấn phía Nam Khúc Châu xong thì có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi không phục, đôi khi cũng có chuyện như thế. Danh lợi hại chết người, vì muốn đổi danh mà không thiết đánh một trận. Nhưng hắn ta khiêu chiến với thiên tài Yến Vân Môn, không phải là muốn chết sao?
sợ rằng cũng không có mấy người dưới 20 tuổi có thể tranh phong được với Tư Đồ Phong. Xem ra ta giữ nhiều lành ít a, ai ai cũng nói rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Phàm tự giễu. Lúc này ở trên ngọn núi bị cắt ngang có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, nhiều người cũng cảm thấy không khí ở đây hơi căng thẳng nên đã quay đầu nhìn sang. Đáng tiếc. Thật ra ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi đã đi tới trước mặt ta như vậy, ta cũng không ngại tát một cái tiễn ngươi lên đường. Tư Đồ Phong bình thản đáp lại, sau đó thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, nhẹ nhàng lướt tới chỗ Diệp Phàm. Mà hắn cũng làm theo những gì đã nói, giơ cao tay lên tát một tát xuống. Hắn nâng tay phải lên cao, ngay lập tức xung quanh lòng bàn tay có một vùng sáng màu xanh nước biển, phát sáng lấp lánh. Khu vực này bây giờ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không chỉ là những người gần đó, ngay cả những người ở xa cũng trông tới. Đây là tụ hội của các tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu, nên việc có những chuyện như vậy vốn đã được dự đoán trước, không có ai cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi biết được một trong hai người là Tư Đồ Phong, đa số mọi người ở trên ngọn núi này đều cho rằng đây là một trận đánh vô vị, nhất định người khiêu chiến sẽ bị thiên tài Yến Tông môn hạ gục. Diệp Phàm đứng yên tại chỗ không động đậy, cho đến khi Tư Đồ Phong gần đánh tới thì hắn mới đưa tay phải ra, đối chiến với bàn chưởng màu xanh nước biển kia. Ầm, một âm thanh vang dội phát ra, giống như sấm sét nổ vang trên trời cao rồi truyền ra các dãy núi. Hai chưởng giao nhau chấn động ra từng đạo ánh sáng màu xanh nước biển, rồi có một màn sáng lất phất trải khắp giống như mưa đang tuôn rơi, bao phủ cả nơi đó lại. Ta đã nói trước rồi mà, thiên phú Tư Đồ Phong cực cao, khiêu chiến với hắn nhất định nhận lấy hậu quả vô cùng thê thảm, có khi còn mất mạng đó. Ánh sáng màu xanh như điện, thần lực tản ra bốn phía, lực đạo một chưởng này rất kinh khủng. Rất nhiều người sợ hãi than thở. Nhưng sau khi sương mù màu xanh tản ra, tất cả mọi người đều ngây dại, há hốc mồm cứng lưỡi, lời đang định nói vội vàng nuốt trở vào. Giữa sân, ống tay áo Diệp Phàm phiêu động, thân thể hắn mông lung nhưng vẫn còn đứng yên tại đó. Còn Tư Đồ Phong thì sắc mặt trắng bệch, thân thể lui ra ngoài rất xa, toàn bộ bàn tay phải đã bị biến dạng, từng giọt máu tươi rơi xuống đất. Này, sao có thể như vậy? Hắn là ai vậy? Lại có thể đánh trọng thương thiên tài Yến Vân Môn, ngay cả tay phải cũng bị biến dạng. Đây là người nào? Sao ta chưa bao giờ nghe nói đến Khúc Châu ta còn một người lợi hại như thế? Cả phương viên 3.000 dặm của Khúc Châu này không có người nào như vậy, chẳng lẽ hắn là tu sĩ ốc đảo khác? Nhiều người chung quanh tỏ vẻ kinh hãi và ngạc nhiên, một tu sĩ không có tên tuổi lại dùng một chưởng đánh Tư Đồ Phong bị trọng thương, điều này làm cho người ta phải giật mình. Diệp Phàm rất bình tĩnh, không có ngạc nhiên là mấy. Chỉ nói riêng về thân thể thôi, liệu có tu sĩ bí cảnh đạo cung nào có thể so sánh với hắn? Da thịt thân thể hắn còn đáng sợ hơn pháp bảo, có thể nói là độc bộ cả bí cảnh đạo cung. Nhiều người đang suy đoán thân phận của hắn, nhưng vì quanh thân thể hắn có sương mù lượn lờ, nên mọi người không thể nào thấy rõ được. Ngươi! Sắc mặt Tư Đồ Phong tái nhợt, không chỉ lòng bàn tay phải bị biến dạng, ngay cả cánh tay phải cũng đứt đoạn thành tam khúc rồi. Thật ra không có ai ở đây giật mình hơn hắn, bởi vì khi nãy hắn có cảm giác như mình đụng phải một ngọn núi lớn vậy, ngọn núi lớn ấy còn tỏa ra lực đạo không gì có thể ngăn cản nổi. Ngươi muốn một tát đánh chết ta sao? Xem ra rất khó khăn đó. Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, cũng không thừa cơ truy kích. Sắc mặt Tư Đồ Phong cứng đờ, rồi cánh tay phải khẽ run rẩy, hắn đang cắn răng nối xương lại cho tay mình. Ngay lúc đó hắn há mồm phun ra một hạt châu này huyền phù trên đỉnh đầu rồi rủ xuống một màn nước, bao phủ cả người hắn lại. Là Thủy Lam Châu của Yến Vân Môn. Có người kinh hô. Sau đó Tư Đồ Phong lại há mồm phun ra tiếp một đóa hoa sen màu xanh, đóa hoa sen này tỏa hào quang vạn trượng, khí thế trầm trọng như núi, làm cho những người chung quanh cũng không thở nổi. Toàn thân đóa hoa sen này trong suốt, xanh thẳm phát sáng, phát ra áp lực khổng lồ làm cho tim nhiều người đập nhanh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngay cả đồi núi và mặt đất ở xa cũng phát ra tiếng vang rung động, xuất hiện từng khe nứt lớn. Diệp Phàm biến sắc, hắn biến sắc không phải vì đóa hoa sen của đối phương kinh khủng, mà là vì mặt đất nơi đây đang trở nên gãy nứt. Đây chính là đàn tràng của một đại nhân vật hung ác, nếu như làm cho biến cố gì đó phát sinh thì đúng là không ổn. Hắn không có chút do dự, vội vàng xông về phía trước rồi liên tục vung chưởng ra, màn sáng màu xanh nước biển lập tức bể tan tành. Nhưng đóa hoa sen màu xanh kia không những không có tổn hại, mà còn phát sáng hơn, nhanh chóng áp xuống phía dưới. Diệp Phàm dùng tay chống đỡ ở ngay trên không trung, có cảm giác như đang nâng một ngọn núi, thân thể hắn gần như cố hết sức. Thủy Lam Châu bay lên, hướng tới chỗ đóa hoa sen màu xanh. Hai vật này hợp nhất lại, nhất thời sức nặng nhiều hơn gấp bội, làm cho Diệp Phàm phải rớt từ từ xuống dưới. Đây là trọng bảo Yến Vân Môn, ít người có thể thừa nhận nổi. Nhưng người này có thể dùng thân thể chống lại, rốt cuộc hắn là ai? Tất cả mọi người ở chung quanh giật mình. Nhưng điều làm cho bọn họ phải kinh hãi còn ở phía sau.
hai tay Diệp Phàm liên tục kết ấn, đánh ra đại thủ ấn màu vàng kim, gây cho người ta cảm giác hắn muốn đánh sập cả bầu trời xuống. Tư Đồ Phong biến sắc, từ trong tay trái phóng ra ba đạo ánh sáng màu xanh, ba đạo ánh sáng này hợp chung lại một chỗ tạo thành một thanh đao điện màu xanh. Chỉ trong thoáng chốc, thanh đao này đã to lớn đến vài chục trượng, rồi bay tới chém Diệp Phàm. Tư Đồ Phong có thể luyện ra được tam âm chân thủy rồi, một giọt loại nước này có thể xuyên thấu được cả sắt đá đó. Đáng sợ hơn là hắn có thể luyện chân thủy thành linh đạo, đây là một bí pháp vô cùng đáng sợ, có thể chém tan cả thần hồn con người. Đây là tam âm chân linh đao, thật không ngờ nó lại xuất thế trên thế gian một lần nữa, thật làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn và giật mình. Mọi người đang xem cuộc chiến đều biến sắc, khẩn trương quan sát. Tam âm chân thủy có thể diệt chân hỏa, hòa tan được tinh kim, nặng cự vạn quân, một khi tế luyện ra được tam âm chân linh đao thì uy lực vô cùng to lớn. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay cùng đánh ra đấu chiến thánh pháp. Vừa sử dụng đấu chiến thánh pháp, vị thiên tài Yếm Vân Môn kia liền bị trọng thương, cả đóa hoa sen màu xanh và thủy lam châu trở nên nứt nẻ. Diệp Phàm tung tiếp một quyền ra, làm cho màn sáng màu xanh hoàn toàn vỡ tan, còn hai kiện bảo vật kia bị nắm đấm màu vàng của hắn đánh thành phấn vụn. Đây là người nào? Tại sao có được lực đạo mạnh đến như vậy? Thân thể còn cứng rắn hơn bảo vật, làm sao hắn tu luyện được? Chẳng lẽ hắn là yêu tộc? Thật là đáng sợ. Mọi người trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể nào tin được. Tam âm chân linh đao chém xuống, ánh sáng màu xanh chiếu rọi lên da thịt của mọi người xung quanh, ai ai cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Ken, cánh tay phải của Diệp Phàm phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi, rồi dùng tay không bắt lấy lưỡi đao, đu lại trên thân đao giấu tay thật sâu. Tam âm chân linh đao có thể chém chết thần hồn, trời ạ, sao hắn dùng tay không bắt được mà không có chút sợ hãi như thế? Đây là thân thể tương lai có thể trở thành tồn tại vĩ đại như thánh nhân sao? Nếu không phải, làm sao thân thể lại khủng bố như vậy? Tư Đồ Phong thúc động tam âm chân linh đao, lập tức có một màn sáng màu xanh bao phủ cả bầu trời, phủ lấy Diệp Phàm. Đây chính tam âm chân thủy có thể hòa tan được tinh kim, chỉ cần một giọt cũng đủ xuyên thủng thân thể tu sĩ. Giờ phút này lại có nhiều giọt hợp lại như vậy, rốt cuộc uy lực của chúng mạnh mẽ đến mức nào? Không có ai ở đây có thể hiểu rõ. Nhưng bỗng nhiên toàn thân Diệp Phàm tản phát ánh sáng vàng kim vạn trường, tất cả chân thủy đều bị bốc hơi lên hóa thành những làn sương mù màu xanh nước biển, không thể nào tác động đến hắn được. Thần lực mênh mông phát ra, trong Diệp Phàm lúc này giống như một lò lửa bất hủ, có thể thiêu đốt hết thảy, phá hủy hết thảy. Ken két, tam âm chân linh đao bị Diệp Phàm dùng tay không để gãy quay trở lại thành chân thủy, rồi tiếp tục biến thành sương mù màu xanh nước biển, cuối cùng bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Cảnh tượng này làm cho mọi người kinh hãi. Linh đao được tạo thành bởi bí pháp cao thâm, nhưng lại không chịu nổi một chiêu của người thần bí này, cuối cùng bị bàn chưởng của hắn phá hủy. Ngươi! Sắc mặt Tư Đồ Phong trắng bệch, vội vàng xoay người rời đi. Đến lúc này, tâm trí của hắn đã như người chết rồi, một địch thủ như Diệp Phàm làm cho hắn có cảm giác mình thất bại hoàn toàn. Thiên tài của Yến Vân Môn bị thua, bỏ chạy rồi. Đây chính là thiên tài của phía Nam Khúc Châu A, nhưng lại không chịu nổi một chiêu của người này, rốt cuộc đây là ai mà đáng sợ như vậy? Rất nhiều người trên núi kinh hãi, cảm thấy rất khiếp sợ. Ngươi cũng thử oai lực một tát của ta. Tốc độ Diệp Phàm rất nhanh, thoáng cái đã đuổi theo. Bàn chưởng màu vàng kim của hắn biến lớn ra rồi đánh xuống, làm cho cả hư không cũng rung rẩy, phát ra tiếng vang ong ong. Hạ thủ lưu tình. Một đệ tử kiệt xuất của thế gia hoang cổ Cơ gia quát lên, rồi một đạo thân ảnh nhanh chóng xông tới phía trước. Cùng một thời gian, Tư Đồ Phong cũng ra sức chống cự, muốn hóa giải kiếp nạn này. Uy lực đại thủ ấn màu vàng kim to lớn không gì sánh nổi, hút cạn tinh khí của khu vực xung quanh, dường như ở ngay không trung còn xuất hiện một lỗ đen to lớn. Ầm. Một âm thanh trầm thấp như tiếng sấm phát ra khắp không trung. Tư Đồ Phong không thể nào chống cự được, cả người cũng bị đánh nát rồi, bay ra ngoài xa. Ngươi. Cường giả trẻ tuổi bên Cơ gia tức giận, không ngờ đối phương không nể mặt hắn gì cả, giết người ở ngay trước mắt. Hắn bay lên muốn tiếp lấy thân thể đã bị tổn hại của Tư Đồ Phong, nhưng hai tay vừa chạm đến thì thi thể lập tức hóa thành bụi bay mất. Tư Đồ Phong chết thật thê thảm, hình thần câu diệt. Ngươi là ai? Tại sao dám giết người trước mặt ta? Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Cường giả trẻ tuổi bên Cơ gia quát lên. Ngươi là cái quái gì mà bảo ta ngừng thì ta phải ngừng, thế gia hoang cổ rất giỏi sao? Diệp Phàm chắp tay ở sau lưng, lạnh nhạt nói. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.